Sám văn: lại có chúng sinh bụng lớn như trống, cổ nhỏ như kim, không thể ăn nuốt. Nếu có ăn thì đồ ăn biến thành máu mủ. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy trộm cắp đồ ăn của chúng. Khi có đại hội sắm các thức ăn ngon, người ấy lấy dùng riêng, hoặc lấy thức ăn và cơm đem ra chỗ khuất ăn lén. Lại có tính keo rít, tiếc của mình, tham của người, thường ôm lòng độc ác, cho người uống thuốc độc, hại họ nghẹt thở không thông. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: trộm ăn vật thực và đồ công của mọi người, keo tham sang tiếc, không thể xả đồ ra bố thí, tham lấy của công, rút của người làm của mình. Những kẻ có tính tham lam ích kỷ tư lợi, và những người không giỏi y thuật, lạm dụng hoặc cho thuốc không đúng bệnh, thậm chí có tâm xấu ác, cố ý cho người uống thuốc độc, khiến họ bị bệnh nặng thêm, thì chết rồi sẽ vào cõi ngạ quỷ chịu khổ, bụng to, cổ nhỏ, chẳng ăn uống gì được. Nếu muốn ăn chi, lập tức thức ăn liền biến thành máu mủ. Sám văn: lại có chúng sinh bị ngục tốt thiêu nướng, rưới nước sắc nóng đỏ lên thân, đóng đinh vào thân xong, tự nhiên lửa khởi, thiêu đốt thân thể cháy tiêu. Tội gì mà bị như thế? Phật nói: bởi do đời trước làm thầy chăm lễ, gây tổn thương người, không biết trị bệnh, mà gạt người để lấy tài vật, khiến họ thống khổ nên bị như thế. Giải thích: hiện nay có nhiều người không tinh thông y thuật, lại mạo xưng là danh y, hòng gạt tiền người. Họ đã trị bệnh không lành, ngược lại còn khiến nạn nhân tăng thêm thống khổ, do châm cứu ẩu tả loạn bậy. Hạng y sĩ gian này chết rồi liền vào địa ngục, bị đinh đóng lửa thiêu thân. Những ai làm thầy thuốc cần chú ý, nếu như bạn ham tiền hoa hồng kết xù của công ty y dược, hoặc vì muốn bán thuốc để kiếm nhiều tiền mà kê toa ra đủ thứ thuốc cho bệnh nhân, gạt bịp đủ trò mà không cần khám chẩn, báo hại bệnh nhân phải bỏ ra nhiều tiền mua thuốc, nhưng lại tăng bệnh thêm vì bị tác dụng phụ, những lỗi này cũng khiến bác sĩ phải xuống địa ngục, thọ ác báo đã tạo. Quý vị sao không cẩn trọng chứ? Hiện nay trong xã hội chúng ta có nhiều thầy thuốc lang băm, những hạng thuật sĩ giang hồ bịp bợm. Không những bọn họ sau khi chết phải xuống địa ngục, mà hiện đời cũng bị quả báo rất nặng. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, báo Chiều Nay của Phúc Kiến đã đăng câu chuyện có đôi vợ chồng ngư phủ không hiểu gì về y học, đã mở phòng mạch treo bảng chuyên trị các bệnh lậu giang mai phong tình để lừa tiền của người. Không ngờ vô ý tự hại mình, cả nhà ba người đều bị nhiễm bệnh sida, nối tiếp nhau qua đời. Cổ nhân nói: bác sĩ cần có y đức, thần y Tôn Tư Mạo đã đề xướng. Làm thầy cần phải có y đức cao, phát huy tinh thần nhân đạo, cứu tự giúp người. Danh y cần tu dưỡng hai mặt, tinh và thành. Tinh là giỏi tay nghề, am tường lãnh vực chuyên môn. Thành là phải có phẩm đức cao thượng, nghĩa là người làm thầy cần y thuật tinh thông, phẩm đức cao tột. Nếu các bác sĩ thế gian đều hiểu rành đạo lý này, thì đệ tử Phật cũng cần yêu cầu mình nghiêm khắc, giữ giới thanh tịnh hơn nữa. Sám văn: lại có chúng sanh thường bị ngưu đầu ngục tốt, tay cầm xoa sắt móc bỏ vào giạt nước sôi nấu rục, rồi gió thổi cho sống lại, sống lại thì bị nấu nữa. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sanh, trụng nước sôi, nhổ lông, sát hại nhiều đến không kể xiết. Vì ác nghiệp ấy nên bị hành tội như vậy. Giải thích: trên đây là tả cảnh hành hình tàn khốc. Có giống lúc chúng ta giết vật mà ăn không? Nơi bếp của các gia đình ăn thịt cũng là chốn hành hình loài vật giống hệt như vậy. Chúng ta đối đãi với vật làm sao thì ngục tốt hành ta y như vậy,
nhưng tàn khốc hơn vạn bội. Vì sao suốt một ngày đêm tội nhân phải vạn lần chết đi sống lại? Nghĩ kỹ xem, đời này chúng ta đã giết ăn biết bao chúng sinh rồi, có nhớ nổi không? Nếu như hôm nay chẳng dùng tấm lòng thành để sám hối, cầu Phật lực gia trì tiêu diệt tội xưa, thì đợi đến khi bị ném vào chảo dầu vạt nước sôi rồi, có hối cũng đã muộn. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta chẳng biết từ thổi nào đã tạo vô lượng tội, có lẽ đến nay ác báo vẫn chưa ập tới. Nếu như chúng ta đã làm qua sói lan và từng ăn thịt động vật, thì ác nghiệp ấy rất sâu nặng. Có cái báo trước, có cái báo sau, chỉ Phật Bồ Tát mới biết, chứ chúng ta không thể biết rành. Không những làm ác sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục thọ khổ, mà đời này còn bị ác quả rất lớn. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng, sẽ thấy hiện tượng trả báo này xảy ra nhan nhản khắp nơi trong cuộc sống. Xin đăng tải mấy chuyện sát sinh hiện thế báo có thực để chứng minh. Đi săn. Ngày 5 tháng 2 năm 2005, tại thôn Ngũ Hồng, huyện Dưỡng Thương, trấn Gia Xuyên, phố Quảng Nguyên, có anh Hà Triều Phủ muốn ăn thịt rừng, bèn rủ Trương Hiếu Quân là anh rể đồng lên núi săn bắn. Trong lúc chia nhau đi săn, Trương Hiếu Quân thấy trong khu rừng rậm có một đôi bắt xanh biếc dòm mình, bèn bóp cò súng. Chỉ nghe đoàng một tiếng, con mồi thét to và ngã xuống. Trương Hiếu Quân vội chạy tới xem, hóa ra là Hà Triều Phủ đang ngã trong vũng máu. Hà Triều Phủ được chở đến bệnh viện nhưng không thể cứu chữa, phải lìa đời. Còn Trương Hiếu Quân bị kết tội trữ súng ống phi pháp cộng với tội làm mất mạng người, nên bị phán án tù. Tiệm gà rán. Báo Kim Văn ở Thiên Tân từng đăng, có đôi vợ chồng dẫn theo đứa con trai 2 tuổi đến địa phương nọ mở tiệm kinh doanh gà rán, công việc rất phát đạt. Năm đó cuối đông, người cha mới giết xong mấy mươi con gà và cũng mới vừa rán xong. Anh vắt chảo dầu sôi xuống đặt ở phía sau mình, rồi xoay người lấy than bỏ thêm vào lò. Lúc này thằng con còn mặc quần lũng đái chạy tới đứng phía sau lưng anh. Nó ôm lấy chân cha nũng nịu đòi bồng. Người cha do bận việc nên không quay đầu lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ nhàng thằng bé ra vừa nói, đi chỗ khác chơi đi con. Nhưng anh bỗng chợt nghe tiếng con thét lên thảm thiết. Hóa ra anh quên bén cái chảo dầu sôi đang nằm phía sau mình, và cú đẩy nhẹ kia đã làm cho con anh té vào chảo dầu. Anh vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu, thấy cả vùng mông và cơ quan sinh dục của bé bị phỏng nặng. Xem như dù có bảo tồn được mạng sống, nhưng thằng con phải chịu tàn phế suốt đời. Con trai bị dầu sôi rán chính là quả báo hiện đời đối với cặp vợ chồng chiên rán chúng sinh này. Quả báo xuống địa ngục nếm thống khổ vẫn còn chờ ở phía sau. Nhưng đối với bản thân đứa bé mà nói, chính là đời trước nó cũng đã từng gieo ác nhân tương đồng, nên phải chiêu cảm ác báo này. Đây chính là đạo lý đồng nghiệp tương cảm. Có người nói, đây chỉ là nhất thời vô ý tạo thành mà thôi. Thật ra không đúng. Khi một người tạo tội ngày càng gia tăng, thì sẽ đến lúc nước đầy tràn ly. Khi đó thì ác báo mới ập tới.哈哈哈，问什么的说呵。